Rồi, xin chào cả nhà của mình. Rất là vui khi mà chúng ta lại gặp lại nhau tại buổi livestream trực tiếp tại Viện Thẩm mỹ Cao Ngô. Thì hiện tại Dương đang có mặt tại khu vực hậu phẫu, thì nói sơ qua để cho khách hàng có thể được biết, thì đây là khu vực mà khi khách hàng đến làm đẹp sau đó thì sẽ lên khu vực này, thứ nhất là để nghỉ ngơi ăn uống, là thứ hai là để các bác sĩ có thể tới lui cũng như là kiểm tra tình trạng của chúng ta, nếu mà ổn là chúng ta sẽ ra về thôi. Và cũng có gặp được một chị khách hàng đó, thì cũng xin chị là nhấn một ít phút để mà có thể trò chuyện cũng như là đánh giá dịch vụ ở bệnh viện Thẩm mỹ Cao như thế nào nhé chị ơi. Chị có thể giới thiệu sơ về mình cho mọi người được biết ha. Em tên là Bình, em sinh năm 1988. Em ở Hòa Bình, nhưng hiện tại em đang ở làm ở trong này. Tức là ở Hòa Bình, nhưng mà về thì chị vào trong đây lâu chưa? Em vào cũng được 3 năm rồi. Bây giờ mình quay trở lại một thời gian một chút xíu, thì là về cái tình trạng mỡ bụng của mình á, chị còn nhớ là nó bắt đầu thường mở từ khoảng nào không? Cũng được khoảng độ 4-5 năm rồi. Trong vòng 4-5 năm đó thì nó có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt cũng như là đời sống của chị không? Nói chung là cũng không sao, nhưng mà kiểu cảm giác nó to, xong rồi mặc đồ nó không có đẹp ấy, nên là ok, đây mình nhìn lại xem mày còn nhớ cái bụng của mình đúng không? Ok, đây nè cả nhà. Đây là cái bụng mà đã theo chị Bình đến nay là được 4-5 năm rồi ha. Nhưng mà vừa mới cách đây một vài giờ thôi là đã để lại bé mỡ ở bệnh viện Thẩm mỹ Cao Ngô rồi ha. Trước đây thì chị đã từng sử dụng qua phương pháp nào khác để mà thử giảm mỡ bụng chưa? Em cũng uống thuốc giảm cân rồi. Nói chung là tập thì em cũng lười lắm. Chỉ tập vài bữa xong rồi lại nghỉ á. Uống thuốc giảm cân thì khi mình chịu đó, nói chung là em với cả em bị nhờn thuốc rồi, kiểu uống nhiều quá em cũng sợ. Tại vì thật sự là nếu như mà bác sĩ cũng như là những người mà có kiến thức về y khoa một xíu thì thật sự là không có khuyến cáo mình là dùng thuốc giảm cân. Tại vì dùng cái đó là nó chỉ khiến chúng ta mất nước tạm thời thôi, rồi sau đó mình đang uống nó lại lên khí lại, đúng không? Chỉ là một là chúng ta có thể vận động thể dục thể thao này, kèm theo đó là chế độ ăn nó khoa học đó. Còn không thì đối với những chị em mà muốn nhanh hơn thì hãy đến với lại Viện Thẩm mỹ Cao Ngô để bác sĩ lấy mỡ ra là nhanh chóng thôi. Trong suốt quá trình chị làm thì có đau hay là khó chịu gì không? Không đau đâu, nói chung là bây giờ cũng chỉ âm ỉ thôi, cũng không có đau đâu. Cái lúc mà chị mà mới vô chắc là chị cũng sẽ lo sợ lắng mà. Em cứ tim đập thình thịch hôm qua cũng thế, sợ. Trước khi mà chị làm bụng này thì chị đã có từng phẫu thuật làm đẹp lần nào chưa? Là mũi với cả cằm. Là mũi với cằm rồi. Nhưng mà kiểu tâm lý vẫn cứ sợ. Nhưng mà có cái là xong cái thì bây giờ thấy bình thường, cũng khỏe khỏe. Ok. Từ nãy giờ là ăn uống đi lại bình thường đâu. Đâu bây giờ để nhờ chị là đứng lên đi một vài bước để cả nhà mình có thể thấy được là lipo cho sao nó nhẹ nhàng như thế nào. Dạ, đưa ra đó chị. Rồi chị có thể quay lại. Rất là nhẹ nhàng thôi nha cả nhà. Tức là sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta cũng không cần là phải nghỉ dưỡng gì hết. Đặc biệt lipo cho sao này là nó rất là phù hợp với lại những chị em phụ nữ hiện đại. Tức là bây giờ cái nhu cầu làm đẹp thì hầu như là chị em nào cũng có. Nhưng mà để mà làm đẹp xong rồi lại bỏ ra vài ngày để mà nghỉ dưỡng thì nó hơi bất tiện, đúng không? Chính vì vậy lipo cho sao rất phù hợp. Thậm chí là chị làm ngày hôm nay, ngày mai về mình có thể làm việc bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Tính chất công việc của chị thì có phải đi lại hay là vận động gì nhiều không? Nói chung công việc của em thì cũng không phải đi lại nhiều lắm đâu, nhưng mà có cái là nói chung là cũng không có bận rộn gì lắm đâu ạ. Đó, thoải mái thôi, giống như là chị bây giờ là mới làm xong nên ngày mai nó vẫn y như vậy thôi, nó nhẹ nhàng thôi, nó không có gì hết nha. Nói chung bây giờ em thấy thoải mái, không có, nó chỉ hơi ê thôi chứ không có đau lắm. Nhưng mà từ đầu là lý do vì sao mà chị biết được không? Em ở nhà, thật ra là em cũng mới quyết định 2-3 hôm nay thôi. Bởi vì em đang ở nhà xong em ngồi bấm điện thoại xong rồi tự cưng nghĩ thế nào lại thấy cái chỗ mà thẩm mỹ viện Korea ấy. Thì là em vào xem, nhưng mà chị gái em bảo là làm cái đấy, tức là ở đấy là chỉ có tác động vào bụng thôi chứ không có ấy. Thì em bảo là thôi, thì chị em bảo thôi không làm kiểu đấy đâu, đi ấy. Thì chị em lại chia sẻ cho em cái Facebook ở chỗ mình á. Thì là em vào xem thì chị gái em bảo là làm ở đây, thế là em quyết định. Sau khi về đến làm thì với cái trải nghiệm của mình từ sáng đến bây giờ, chị cảm nhận về đội ngũ ở đây như thế nào, về bác sĩ, về em mọi thấy thứ? Bác sĩ tận tình chu đáo ạ. Mấy chị điều dưỡng chăm sóc mình ổn ha. Ok, tại vì thật ra là ở bệnh viện Thẩm mỹ Cao Ngô thì cả nhà biết rằng là
tức là ở đây nó sẽ không phải là chỉ là một cái bệnh viện, nhưng mà lúc nào cũng sẽ tạo cho khách hàng một cảm giác như là ở nhà mình vậy. Giống như là mình cần cái gì cũng có và mình sẽ nhận được sữa. Mọi người cũng nhiệt tình, thân thiện. Rồi ok, thôi vậy thì chắc bây giờ cũng sẽ không phiền chị nghỉ ngơi ha. Và hẹn gặp lại chị tái khám trong ngày tái khám như thế nào. Rồi cho chị nhìn lại lần cuối rồi tạm biệt ở đây ha. Đây cả nhà, đây là cái bụng mà lúc mới đến bệnh viện nè. Đó, và bây giờ là để lại đúng rồi, bây giờ nhẹ nhàng hơn đúng không? Nhưng mà mới làm thì mình sẽ có một cái lớp băng gạc ha. Rồi, và mình sẽ tuân thủ cái việc mà mình đeo gen đó để nó định hình vòng eo của mình càng ngày càng nhỏ hơn.